Bây giờ là những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên đá Đồng Văn có mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ là từ 18 đến 28 độ, độ ẩm trung bình là 80%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây có mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ là từ 21 đến 33 độ, độ ẩm trung bình là 80%. Khu vực vùng núi thấp nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào nhẹ và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ là từ 22 đến 34 độ, độ ẩm trung bình là 83%.